nó sáng lên được ha. Đó, được chưa này. Đó, nó chớp chớp như này ha, chúng ta đưa cái này. Rồi, mến chào các em. Hôm nay tiếp tục giới thiệu với các em là cái mạch điều khiển dùng cái mô đun cảm biến ánh sáng ở trong cái chương trình công nghệ 8 của ba bộ sách là Chân Trời Sáng Tạo ha, Kết Nối Tri Thức và Cánh Diều nha. Ba bộ sách này thì những cái mạch này nó giống nhau nhưng mà nó khác bài thôi nha. Hôm nay giới thiệu cho chúng ta biết ha, đây là cái mô hình của cái mạch này ha. Đó. Rồi, giới thiệu các em các cái thiết bị mà để chúng ta dùng để cái lắp mạch điện này như sau. Đó là cái bộ phận chính, đó là cái mô đun cảm biến ánh sáng ha, mô đun cảm biến ánh sáng. Đây chưa đây. Và đây là cái dây cảm biến ha, cảm biến ánh sáng. Đây là sensor ha, ánh sáng đây. Nha, đó là cái dây đây ha. Rồi. Cái mô đun thứ hai là chúng ta thấy đây là cái bóng đèn ha. Bóng đèn 12V. Đây là bộ nguồn 12V và kèm theo để điều khiển đóng tắt cái điện cấp cho cái mô đun và cái đèn này là phải dùng qua cái công tắc nha, qua công tắc như thế này. Mạch này được thiết kế như này ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta kết nối cái sensor cảm biến ánh sáng này vào trong cái mạch điện nha. Đó, ta nối vô ha. Đây là như vậy. Đây là cái chỗ nối của nó nha. Đây là sensor đây. Giảm dây đây ha. Rồi bây giờ khi chúng ta sẽ nói về cái nguyên lý làm việc ha của cái mạch này như sau. Chúng ta xem nha. Như vậy khi mà sensor này nhận được ánh sáng mạnh ha, có nghĩa là trời sáng á ha, các em ha. Thì lúc này cái bộ cảm biến này nó sẽ nhận được cái ánh sáng mạnh thì chắc chắn nó sẽ gửi tín hiệu cho mạch bộ mô đun điều khiển. Mô đun điều khiển này có relay. Cái relay này ngay chỗ này là cái công tắc ha, có hai công tắc, một cái thường đóng, cái thường mở. Thì bình thường á, trời sáng thì đèn nó sẽ gì, thông thường mình không muốn bật đèn luôn nè, trời sáng thì đèn sẽ tắt. Thì cái dây, thì cái mô đun cảm biến này nó sẽ điều khiển cái relay ở trạng thái công tắc mở, nghĩa là nguồn điện sẽ không qua, không được cấp cho ha cái bóng đèn nha. Nguồn điện không cấp bóng đèn, lúc này đèn sẽ tắt. Lúc mà ánh sáng chiếu vào cái sensor cảm biến này, mà có nghĩa là cái sensor cảm biến này nhận được ánh sáng yếu, có nghĩa là trời tối á, thì chúng ta thấy thì cái mô đun điều khiển này nó sẽ điều khiển đóng công tắc. Lúc này nguồn điện từ pin sẽ cấp điện ha qua cái công tắc này ha, là cấp điện cho bóng đèn, và lúc này bóng đèn sẽ sáng lên. Như vậy nó được đây, cái mô đun này nó có chức năng là nó đóng vai trò là một công tắc đóng mở một cách tự động, chúng ta không cần phải bật tắt nữa, và theo cái cường độ ánh sáng ha, theo cái ánh sáng chiếu vào của nó các bạn thấy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào, chúng ta sẽ lắp mạch và chúng ta sẽ cho mạch hoạt động nha. Rồi bây giờ để gần lại cho chúng ta thấy, ở đây là nguồn pin, chúng ta thấy có nguồn pin 12V thì có dây dương màu đỏ, dây âm màu đen nha. Thì thông thường chúng ta dây dương màu đỏ này chúng ta thường nối qua công tắc nha. Cực dương của nguồn pin thường nối qua công tắc, đầu ra của công tắc ha, chúng ta nối vô trong cái ngõ VCC, là cái ngõ, hai cái ngõ này là hai cái chân cắm này là dùng để cấp điện cho module. Thì vậy là có VCC là dương 12V và cái nguồn GND là âm của nguồn âm ha. Thì chúng ta thì bây giờ cái dây đỏ này nó qua công tắc ha, rồi nó ra nó cấp cho cái VCC, chúng ta nối vô trong cái ngõ VCC như nè. Rồi còn nguồn âm ha, màu đen đúng không, của nguồn chúng ta nối vào cái chân GND là chân âm đó, vậy là cấp điện cho module là xong nha. Rồi cái thứ hai về mặt bóng đèn này cũng sử dụng nguồn pin 12V. Thì lúc này chúng ta kết nối, khi chúng ta lấy cái nguồn 12V từ cổng VCC của module này, chúng ta nối vô cái chấu giữa của cái công tắc ha, của tiếp điểm, nghe chấu giữa là cổng cơm, cổng chung á, chúng ta nối vô đây ở giữa
À, và ở đây nó có hai cái tiết điểm, là tiết điểm bên phải là NO thường mở, và tiết điểm bên trái là NC là thường đóng. Thì thường chúng ta chọn cái thường mở ha, khi có tín hiệu vô nó đóng lại nha. Thì chúng ta cấp điện cái chân màu vàng, cái dây màu vàng, ví dụ vậy, cấp điện cho bóng đèn nha. Rồi chân âm còn lại của bóng đèn thì chúng ta nối thẳng vô trong cái nguồn âm, cái chân dây đen của cái nguồn điện pin ha. Đó, nó thẳng vô. Như vậy bóng đèn này chỉ sáng khi mà cái dây đỏ nó chập với lại dây vàng, nghĩa là công tắc nó đóng lại ha. Đó, chúng ta thấy ha, công tắc nó đóng lại nữa, nó sẽ sáng. Thì theo cái cường độ ánh sáng chiếu vô để cảm biến nhận được sự thay đổi á, thì nó sẽ điều khiển ha, nó dùng cái mạch điều khiển chỗ này để điều khiển đóng ngắt delay. Ta xem như vậy. À. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đóng điện ha, bật công tắc cho cái mạch điều khiển này để làm việc nha. Bóng đèn này nó sẽ sáng tắt như thế nào theo cảm biến ánh sáng, theo cái ánh sáng ha. Giờ chúng ta tiến hành ta bật công tắc on. À. Rồi khi chúng ta bật công tắc thì chúng ta thấy ha, cái module này nó sẽ có cái đèn màu đỏ nó sáng lên, là nó báo hiệu là module này đang có điện, chưa vậy nè, được cấp điện rồi đó. Còn nếu mà chúng ta thấy module này chưa được cấp điện là chúng ta xem lại cách đấu dây, chúng ta đấu chưa đúng nha. Bình thường nó phải là sáng cái đèn đỏ lên ha, và trời đang sáng ha, thì lúc này cái cảm biến này nhận được cái ánh sáng mạnh đúng không, trời đang sáng thì cái bóng đèn này theo đúng yêu cầu là nó sẽ tắt đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ, một là chúng ta tắt đèn đi, hai là chúng ta che cái cảm biến lại cho nó tối lại, cho ánh sáng nó yếu đi, và cảm biến này thì đèn nó phải sáng lên, nó như vậy đúng yêu cầu ha. Đây chúng ta sẽ che lại rồi, như vậy thì đèn nó sẽ sáng lên ha. Ngỡ ra được chưa nè, che lại đó, chúng ta thấy nè, luôn nè, hoàn toàn tự động và đây ha, đèn nữa được chưa nè. Rồi đó là chúng ta thấy như vậy ha. Còn nếu mà chúng ta lúc chúng ta làm mà nó bị chớp, có nghĩa là cái ngưỡng giữa ánh sáng mạnh ánh sáng yếu, cái cảm biến này đang nhận được ở giữa như vậy, thì chúng ta tiến hành, chúng ta sẽ chỉnh cái cảm, cái chúng ta sẽ dùng tua vít, chúng ta vặn cái biến trở trên cái bo này ngược cái đồng hồ, chúng ta để trời sáng á, chúng ta ánh sáng như vậy, chúng ta vặn ngược cái đồng hồ đến khi nào mà cái đèn tắt thì thôi, vặn dài nhẹ từ từ thì mới tắt. Rồi chúng ta tiến hành, chúng ta đưa cái tay chúng ta vô, rồi chúng ta làm vậy đúng không, nó sáng lên là được ha. Đó, được chưa nè, rồi nó chớp như này ha, thì chúng ta đưa cái này ra chỗ sáng ha, đó ánh sáng, được chưa nè, đó nghĩa là ánh sáng đang giữa yếu với mạnh, nó chưa nhận diện được đúng không. Thì chúng ta quay chỗ sáng, hoặc là chúng ta có thể gì chỉnh cái biến trở này, chúng ta đừng có chỉnh nhiều quá, chúng ta chỉnh từ từ thôi cho nó đưa nó tắt ha, để chúng ta chỉnh được cái ngưỡng ánh sáng để tác động cái bóng đèn này tùy theo ha. Rồi cái video hướng dẫn cái mạch điều khiển sáng tắt bóng đèn dùng module cảm biến ánh sáng của chương trình công nghệ 8 đến đây là kết thúc nha. Mong rằng video này sẽ mang lại nhiều hữu ích cho các em trong quá trình học tập nha. Và sắp tới sẽ ra các video mới, thì mong rằng các em hãy đăng ký kênh, like, share, chia sẻ, đăng ký kênh, thì các video mới này sẽ gửi đến các em một cách tự động ha, các em, chúng ta sẽ không cần phải đi tìm nữa ha. Sắp tới những cái module cảm biến rất là hay. Rồi chào tạm biệt các em nha. Rồi nếu chúng ta cần hỗ trợ về cái bộ mạch này ha, thì chúng ta cứ liên hệ theo số điện thoại ở dưới đường link ha, link mô tả, để có thể gửi đến cho chúng ta cái bộ này nhanh nhất ha, để chúng ta học tập nha.